Ở Việt Nam thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam thì rất là quan tâm đến việc thúc đẩy tài chính toàn diện, và trong thời gian qua thì đã dành rất là nhiều cái nguồn lực để mà thực hiện cái việc thúc đẩy tài chính toàn diện. Và đây cũng là một những cái trọng tâm trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm tới đây. Thế và đối với Chính phủ Việt Nam thì hiện nay đang chỉ đạo các cái đơn vị chức năng để xây dựng cái chiến lược quốc gia tổng thể về tài chính toàn diện. Thế và dự kiến sẽ ban hành vào năm 2020 với cái mục tiêu là thúc đẩy những cái trụ cột của tài chính toàn diện. Nhưng mà hiện nay thì Chính phủ cũng đang tập trung vào rất là nhiều những cái nhiệm vụ mà vô cùng quan trọng cho cái thúc đẩy tài chính toàn diện. Đó là thứ nhất là xây dựng và hoàn thiện cái khuôn khổ pháp lý, thế rồi là phát triển cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ, thế rồi là đa dạng hóa các cái dịch vụ và sản phẩm tài chính, và cũng xây dựng cái cơ chế làm sao mà để bảo vệ người tiêu dùng cũng như là giáo dục về tài chính toàn diện. Và đặc biệt là trong cái quá trình xây dựng cái chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện thì các cái đối tượng mà dễ bị tổn thương thì được Đảng và Nhà nước cũng như Chính phủ Việt Nam rất là quan tâm, bao gồm phụ nữ này, rồi là người nông dân, rồi các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi siêu nhỏ, vân vân. Thì để làm sao mà thúc đẩy được cái khả năng tiếp cận tài chính của các cái đối tượng này. Và trong cái thời gian tới đây thì Chính phủ cũng sẽ tập trung và quyết liệt triển khai. Và cái chiến lược này thì cũng sẽ huy động tối đa cái nguồn lực của nền kinh tế để có thể thúc đẩy về tài chính toàn diện. Và sẽ bao gồm rất là nhiều các cái cơ quan, các cái đơn vị, từ các cơ quan quản lý nhà nước cho đến các cái tổ chức tín dụng, cũng như là cho đến các cái doanh nghiệp tư nhân, vân vân. Ở Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước là cái cơ quan mà được Chính phủ giao cái nhiệm vụ là chủ trì phối hợp với các cái bộ ban ngành để xây dựng cái chiến lược tổng thể về tài chính toàn diện của Việt Nam. Thế về phía Ngân hàng Nhà nước thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ rất là tích cực phối hợp với các bộ ban ngành cũng như là các địa phương để mà tuyên truyền về tài chính toàn diện, và đặc biệt là tuyên truyền về cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về thúc đẩy tài chính toàn diện. Thế và chúng tôi cũng sẽ rất là tích cực để tham gia các cái diễn đàn về tài chính toàn diện của quốc tế để mà học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế, và phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ để có thể là tận dụng được những cái nguồn lực về tài chính, rồi là về hỗ trợ kỹ thuật để mà xây dựng cái chiến lược quốc gia tổng thể về tài chính toàn diện, cũng như là sau này sẽ triển khai thành công cái chiến lược quốc gia đó. Thế còn về trong cái hệ thống ngân hàng thì trong tổ chức tham mưu xây dựng chính sách cũng như là hoàn thiện hệ thống pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ rà soát và có thể là hoàn thiện các cái văn bản pháp lý cần thiết để mà khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng là tiếp tục đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đối với các cái đối tượng, và nhất là những cái đối tượng về nông nghiệp nông thôn, rồi là vùng sâu, vùng xa. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều những cái chương trình để mà có thể là hỗ trợ phát triển cái khu vực nông nghiệp nông thôn. Về phía Đảng, Nhà nước và Chính phủ thì có rất là nhiều chủ trương lớn, như là Ban Chấp hành Trung ương thì có cả một cái nghị quyết để chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho phát triển nông nghiệp nông thôn để nâng cao cái đời sống của người dân ở nông thôn. Thế rồi là Chính phủ thì đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, cũng trong đó là cũng có những chiến lược để mà tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp. Thế và Chính phủ cũng có những cái chiến lược về xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn vừa qua và đang thực hiện cái giai đoạn của 2016-2020. Thế còn đối với Ngân hàng Nhà nước thì trong những cái giải pháp điều hành và chính sách của ngành thì cũng đã thực hiện rất là nhiều những cái chính sách để mà hỗ trợ cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn. Tôi lấy ví dụ như là cái nguồn vốn thì Ngân hàng Nhà nước luôn hỗ trợ và sẵn sàng cung ứng và tái cấp vốn đối với những cái nhu cầu về vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Về Chính phủ Việt Nam thì có cả một cái nghị định về tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn.
Thế rồi trong cái khi mà sử dụng các cái công cụ của chính sách tiền tệ thì chúng tôi cũng có những cái ưu tiên. Ví dụ như là đối với những cái tổ chức tín dụng mà có dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở mức cao thì sẽ phải duy trì cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức thấp hơn với các tổ chức tín dụng khác. Hoặc là hiện nay thì Việt Nam đang áp dụng trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, và trong đó thì lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là những cái lĩnh vực mà được áp dụng cái trần lãi suất cho vay thấp hơn so với cái mức lãi suất cho vay thông thường. Thế và hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng đang triển khai rất là nhiều các cái gói tín dụng theo cái chủ trương của chính phủ, ví dụ như là tín dụng để cho vay tái canh cây cà phê, thế rồi là hàng năm thì có thể là cho vay để tạm trữ lúa gạo, thế rồi cho vay để giảm tổn thất sau thu hoạch, thế rồi là cho vay và hỗ trợ vốn cho những cái người nông dân mà chịu tổn thất bởi những cái thiên tai dịch bệnh. Thế và Việt Nam thì cũng có một ngân hàng chính sách xã hội của chính phủ và tập trung vào cho vay đối với những người nghèo, đối với những cái đối tượng vùng sâu vùng xa, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đấy, thì chính phủ luôn quan tâm và thực hiện các giải pháp.